quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Những người lính Ukraine chiến đấu ở khu vực nóng nhất của mặt trận miền Đông cho biết, phần lớn họ bị đối phương áp đảo về hỏa lực và quân số. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các binh lính Ukraine cho biết bom lượn sẽ là loại vũ khí đáng sợ nhất. Chúng là những quả bom rơi tự do còn lại từ thời Liên Xô, nhưng hiện được trang bị cánh bật ra có chức năng định vị vệ tinh, biến chúng thành loại vũ khí có điều khiển. Được gọi là bom KAB hay FAB, những quả bom nặng từ 200 đến 2.700 kg, chứa hàng trăm kg thuốc nổ. Chỉ cần một vụ nổ cũng có thể biến một tòa nhà chung cư cao tầng thành đống đổ nát và xóa sổ các công sự bê tông kiên cố. Nó rất đáng sợ và rất nhanh. Stanislas, trung sĩ cơ sở thuộc lữ đoàn cơ giới số 32 của Ukraine cho hay, khi các chiến đấu cơ của Nga thả những quả bom lượn đầy uy lực về phía các đơn vị của anh nói, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cầu nguyện. Cùng với bước tiến của Nga theo hướng Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine cách đó hơn 60 km về phía đông nam, cuộc tấn công của Moscow vào Toretsk đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Những người lính Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết, phần lớn họ bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng liên tục của Nga trong việc tiến hành các cuộc ném bom lượn trên không, dồn dập, tiếp tục đóng vai trò quan trọng, buộc các lực lượng Kiev phải rời khỏi một số vị trí được phòng thủ kiên cố nhất. Việc tìm cách đối phó với bom lượn vẫn là ưu tiên hàng đầu về quân sự và ngoại giao, ngay cả khi Kiev thực hiện một nước cờ táo bạo để đảo ngược thế trận bằng cách tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực cất của Nga. Ukraine đã và đang triển khai khả năng tấn công tầm xa, tăng cường sử dụng tên lửa cũng như UAV sản xuất nội địa để nhắm vào các sân bay Nga, nơi các máy bay chiến đấu được triển khai để ném bom. Nhưng máy bay chiến đấu của Nga vẫn phóng khoảng 750 quả bom lượn mỗi tuần vào tháng 8 năm 2024. Ông Zelensky cho hay, ngay cả những binh lính Ukraine đã quen với nhiều năm pháo kích cũng phải dùng mình trước sự hủy diệt của vũ khí này. Một quả đạn pháo cỡ nòng 152mm mà Nga bắn hàng nghìn quả mỗi ngày, chứa hơn 6kg chất nổ. Một quả bom lượn thường được triển khai là FAB-1500, chứa gần 6.000kg chất nổ. Vì bom không sử dụng động cơ đẩy ra, phát tín hiệu nhiệt nên rất khó có thể phát hiện. Chúng có thể được phóng từ chiến đấu cơ của Nga xa cách hàng chục km về phía sau tiền tuyến, nên tương đối an toàn trước các hệ thống phòng không của Ukraine. Khi chiến đấu cơ của Nga bay gần tiền tuyến, các binh lính cho biết chúng sẽ được bảo vệ bởi các UAV giám sát và UAV tấn công dày đặc trên bầu trời, trong khi săn lùng các binh lính Ukraine được trang bị súng phòng không vác vai. Các quan chức Ukraine lập luận rằng cách tốt nhất để làm chậm tốc độ của các cuộc tấn công là bắn vào chiến đấu cơ được sử dụng để triển khai các vũ khí trên mặt đất và trên không của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 cho biết, lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào căn cứ không quân ở 4 khu vực ở Ukraine. Tên lửa siêu thanh Kinzhal nằm trong số các loại vũ khí được sử dụng. Trong tuyên bố ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng ở Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa chính xác, bao gồm tên lửa đạn đạo Kinzhal và UAV tấn công. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Và cảnh báo không kích vang lên trên khắp Ukraine vào đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 8. Truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở các khu vực Khmelnytsky, Sumy, Kryvyi Rog và Rovno. Cuộc tập kích rạng sáng ngày 27 tháng 8 diễn ra ngay sau khi cuộc tấn công chính xác cao vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 8. UAV tấn công tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã gây ra tình trạng mất điện ở hầu hết các khu vực của Ukraine, nhắm vào các căn cứ không quân ở Kiev và vùng Dnipropetrovsk, nơi lưu trữ vũ khí và máy bay do phương Tây cung cấp. Theo truyền thông Ukraine, đây là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Hơn 230 tên lửa và UAV tấn công các mục tiêu ở 15 khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 8 đã tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để đánh chặn tên lửa trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đêm ngày 26 tháng 8. Ông nói, chúng tôi đã đánh chặn một số tên lửa và UAV với sự trợ giúp của máy bay F-16 và mô tả đây là một kết quả rất tích cực. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Mỹ và các đồng minh đã gửi tiêm kích F-16 cho Kiev, nhưng cũng nhấn mạnh rằng điều này là chưa đủ, chúng tôi không có nhiều máy bay chiến đấu F-16 và vẫn cần đào tạo phi công. Một số quốc gia thành viên NATO đã hứa sẽ cung cấp tới 80 máy bay F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, nhưng đến nay chỉ có khoảng 10 chiếc được giao. Ukraine chỉ có một số ít sân bay có thể chứa được máy bay F-16 và Nga đã liên tục tấn công các căn cứ này trong thời gian gần đây. Điện Kremlin tuyên bố máy bay F-16 sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ bị phá hủy giống như các khí tài khác mà phương Tây cung cấp cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết thêm nhiều vũ khí, tên lửa và pháo binh đã được chuyển đến khu vực Kerch. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 29 yêu cầu đã nhận được từ trụ sở hoạt động của khu vực Kerch đã được giải quyết. Các vấn đề mới nhận được đang được xử lý, không có yêu cầu mới nào từ trụ sở hoạt động của vùng Belgorod và Bryansk. Tổng cộng, nhóm hoạt động của Hội đồng điều phối Bộ Quốc phòng về an ninh quân sự các vùng lãnh thổ biên giới của ba khu vực đã nhận được 45 câu hỏi từ trụ sở hoạt động trực thuộc các thống đốc liên quan đến việc cung cấp phạm vi bao phủ của nhóm đối với biên giới quốc gia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đặc nhiệm xử lý các yêu cầu trong vòng 24 giờ. Thông báo nêu rõ, nếu không thể giải quyết được thì phải báo cáo khẩn cấp lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kerch. Như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố, cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 24 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở khu vực này, Ukraine đã tổn thất hơn 5,5 vạn quân và 71 xe tăng. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kerch sau cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm theo dõi việc chuyển quân tiếp viện của Nga. Thông tin từ New York Times cho hay, trong vài ngày diễn ra cuộc tấn công, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kerch để cho phép các chỉ huy giám sát tốt hơn sự di chuyển của quân tiếp viện Nga có thể tấn công Ukraine hoặc cắt đứt khả năng trốn thoát của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine đang diễn ra với sự hỗ trợ toàn diện của phương Tây. Ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Belarus đã tập trung một số lượng lớn quân đội ở biên giới, đồng thời cảnh báo Min không nên phạm những sai lầm bi thảm. Trích dẫn các báo cáo tình báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể nhân sự, bao gồm cả xe tăng và pháo binh, ở vùng Gomel dưới sự vỏ bọc là các cuộc tập trận. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình, sự hiện diện của lính tư nhân của Wagner PMC trước đây cũng đã được ghi lại. Họ tiếp tục lập luận rằng việc tổ chức các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu nói chung. Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Min không được phạm sai lầm và kêu gọi nước láng giềng chấm dứt các hành động không thân thiện và rút lực lượng ra khỏi biên giới quốc gia Ukraine, tạo một khoảng cách lớn hơn tầm bắn của các hệ thống của Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, Ukraine chưa bao giờ và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào chống lại người dân Belarus, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine có quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc Kiev tụ quân nguy hiểm, cho rằng Kiev đã tập trung hơn 120.000 quân ở biên giới phía Bắc. Ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Nga rằng, thấy chính sách hung hăng của họ, chúng tôi đã triển khai quân đội đến một số khu vực nhất định gần biên giới của chúng tôi. Ông nói thêm rằng, quân đội đã sẵn sàng bảo vệ Belarus nếu chiến tranh nổ ra, tôi buộc phải triển khai gần 1/3 quân đội Belarus để tăng viện cho lực lượng hiện có. Đầu tháng 8, ông Lukashenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái tấn công, cất cánh ở Ukraine và vi phạm không phận Belarus. Min đã kêu gọi Nga và Ukraine quay lại bàn đàm phán, cảnh báo rằng giao tranh tiếp tục có thể dẫn đến sự leo thang mà hậu quả có thể là sự tàn phá ở Ukraine. Belarus có hiệp ước phòng thủ với Nga và vũ khí hạt nhân của Nga được đặt trên lãnh thổ của quốc gia này. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào vùng Kerch của Nga vào ngày 6 tháng 8, tuyên bố rằng họ đang có ý định thiết lập một vùng đệm trên đất Nga. Moscow đáp trả bằng cách triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi quân Ukraine và tổ chức sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA rằng Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kerch. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko báo cáo, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Thật không may, nó thực sự là sẽ khó khăn hơn mùa đông trước. Người dân Ukraine đang phải chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã cảnh báo trong một tuyên bố trên truyền hình. Theo ông, có những kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết bị một hệ thống cung cấp năng lượng phi tập trung cho người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này có thể là quá ít, quá muộn. Lưu ý rằng các cuộc không kích của Nga đã tác động đáng kể đến mạng lưới năng lượng của Ukraine. Ông nói, chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng thiết lập các hệ thống cung cấp năng lượng tự chủ. Ông Gulashchenko cho biết, đồng thời nói thêm rằng về phần mình, chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra. Đầu tháng này, Ủy viên Năng lượng EU Kadri Simson đã nói với tờ Financial Times rằng công suất năng lượng của Ukraine ước tính đã giảm tới 9 GW, tương đương với một nửa lượng điện cần thiết cho mùa đông. Simson viết rằng, trong điều kiện nhiệt độ mùa đông giá lạnh, một số nơi ở Ukraine có thể trở nên không thể sống được.
đồng thời tuyên bố rằng mùa đông tới có thể là thử thách khả năng phục hồi của người dân Ukraine theo cách chưa từng thấy trên lục địa của chúng ta kể từ Thế chiến thứ hai. Vào tháng 6, Vladimir Kutryshkin, người đứng đầu của Ukrenergo, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia, cũng đã cảnh báo rằng sản lượng điện của Ukraine dự kiến sẽ giảm, một phần là do các công việc bảo trì cần thiết đối với nhà máy điện hạt nhân. Ông cảnh báo rằng công suất sản xuất điện sẽ không được khôi phục hoàn toàn vào mùa đông, đồng thời tuyên bố những tháng lạnh giá sẽ rất khó khăn. Ông giải thích, nếu chúng ta đang thiếu hụt, mức tiêu thụ thường ít hơn 35% so với mùa đông, thì rõ ràng là mùa đông sẽ mang đến nhiều vấn đề hơn nữa liên quan đến việc bù đắp thâm hụt năng lượng. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đây đã báo cáo có tới hơn 80% công suất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện, bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong bối cảnh xung đột với Nga. Ông Zelensky đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của quốc gia. Nga đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu định cư ở Kherson, khiến cho quân đội Ukraine chịu thiệt hại nặng nề, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong thông báo được đăng tải trên ngày 23 tháng 8, các đơn vị thuộc cụm quân phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần các khu định cư Boki và Mylaya Konya, đồng thời cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya Konopenka. Các lực lượng Ukraine đã mất hơn 70 quân nhân, cùng 2 xe bọc thép chiến đấu và 1 xe quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, cùng lúc, đơn vị trinh sát của Nga đã tiếp tục xác định và loại bỏ các nhóm quân Ukraine ẩn nấu trong những khu rừng rậm khi mà họ cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một nhóm binh sĩ của Ukraine được cho là đã bị loại bỏ gần khu định cư Kamisevka. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và bệ phóng MLRS, 2 khẩu súng cối. Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kherson hồi đầu tháng này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Moscow. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 8 cũng cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ, xe cứu thương. Giá trị của gói viện trợ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, gói viện trợ này có thể trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ. Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị đưa vào danh sách đen. Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt gần 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới, trong đó có con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới hôm 23 tháng 8, ngay trước ngày Quốc khánh Ukraine, thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong xung đột với Moscow. Theo Pravda, Bộ Tư lệnh Phòng quân miền Nam Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra vào đêm 23 đến 24 tháng 8. Theo đó, anh tạc cơ Tu-22M3 của Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-22 về phía đảo Rắn. Ngoài ra, Nga còn tấn công vùng Kherson bằng bom dẫn đường trên không. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến bất kỳ hậu quả nào sau các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, lực lượng phòng không của phía Nam Ukraine đã thông báo phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Nga, bao gồm 2 chiếc Zala, 1 chiếc Supercam, 1 chiếc Orlan 10 và 1 chiếc Merlin, cùng 2 UAV tấn công làn xe trong ngày hôm qua. Chỉ vài ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, Hải quân Nga đã giành được quyền kiểm soát đảo Rắn. Tuy nhiên, tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã rút quân khỏi khu vực này. Đảo Rắn hay còn gọi là Zmeiniyi, nằm cách cảng Odessa của Ukraine 35 km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, án ngữ gần các tuyến đường biển dẫn đến eo biển Bosphorus và Địa Trung Hải. Thống đốc vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho hay, một cuộc tấn công bằng UAV vào đêm ngày 24 đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ ở địa phương. Ông Gusev cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một số UAV trên bầu trời Voronezh. Tuy nhiên, các mảnh vũ khí rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ tại một địa điểm giấu tên. Còn theo kênh Telegram Astra, vụ nổ xảy ra kho đạn dược ở thị trấn Ostrogozhsk của tỉnh Voronezh. Cũng theo ông Gusev, không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công của UAV Ukraine và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược ở tỉnh Voronezh.
Trong chia sẻ mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông Donald Trump đã ra hiệu ủng hộ Ukraine và nói rằng sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt cuộc xung đột Nga và Ukraine. Theo Sky News, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump trước đó tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump đã được khuếch đại sau khi ông chọn người chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông J.D. Vance làm bạn đồng hành tranh cử. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho hay ông chỉ nhận được những thông điệp tích cực từ ông Trump trong cuộc điện đàm giữa hai người vào hồi tháng trước. Ông Zelensky nói với các phóng viên Ấn Độ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mặt tại Ukraine rằng tôi nhận được thông điệp rằng ông Trump sẽ ủng hộ Ukraine và làm mọi việc để chấm dứt xung đột. Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông Trump đã đảm bảo với ông rằng sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraine độc lập, châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận được trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11 sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Cập nhật diễn biến giao tranh ở khu vực Kut, theo hãng tin Pravda và Telegraph, trong bài phát biểu vào tối ngày 25 tháng 8, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 3 km ở vùng Kut của Nga và kiểm soát thêm hai khu định cư. Người đứng đầu Ukraine cũng cảnh báo nước này sẽ sớm có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga là nguồn gốc đe dọa đối với đất nước và người dân Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn phá hủy Ukraine, song chiến sự đã quay trở lại Nga. Đối thủ của chúng tôi sẽ biết, sớm hoặc muộn, một phản ứng của Ukraine sẽ chạm tới bất kỳ điểm nào ở Nga, vốn bị coi là nguồn gốc đe dọa đất nước và người dân của chúng tôi. Cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepasin cho rằng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tỉnh biên giới Kursk của Nga chứng tỏ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow đã biến thành cuộc chiến quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chống lại Nga. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Stepasin nhấn mạnh, khi Hội đồng An ninh Nga đưa ra quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, không ai ngờ rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống lại toàn bộ khối NATO. Theo cựu Thủ tướng Nga, các hoạt động quân sự trên tiền tuyến đã vượt ra ngoài ý tưởng về một chiến dịch quân sự đặc biệt, nhất là sau những gì đã xảy ra ở Kursk. Ông chia sẻ, tình hình ở Kursk đã nêu bật tầm quan trọng của thành phố quân sự. Tôi rất hy vọng quân đội của chúng ta có một số ý tưởng bởi vì bản chất của cuộc chiến đã thay đổi hoàn toàn. Đây không còn là một chiến dịch quân sự đặc biệt nữa. Chúng ta nhận thấy chúng ta đang chiến đấu chống NATO ở mức tối đa. Cựu Thủ tướng Nga kết luận các hoạt động quân sự tiếp tục gia tăng, nhưng tiềm năng quân sự và năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta là rõ ràng. Hơn 2 tuần trước, lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công tỉnh Kursk nằm ở biên giới phía Tây nước Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 20 tháng 8 tuyên bố lực lượng nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát khu vực rộng 1.263 km2 với 93 khu dân cư tại tỉnh Kursk. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18 tháng 8 cho biết mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch tại tỉnh Kursk là thiết lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ đối phương. Vùng đệm an ninh là khu vực ngăn cách hai lực lượng đang giao tranh, giúp các vùng lãnh thổ ở biên giới của Ukraine nằm ngoài tầm bắn của Nga.